Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ mở một cái series mới có tên là Hitman. Và hiện tại Hitman đã chính thức tung ra bản beta, là như bạn đang thấy đây. Nó cho phép mình beta trong vòng 3 ngày, từ ngày 12 tháng 2 cho đến ngày 15 tháng 2, là hôm nay là ngày 12 tháng 2 đây. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu từ game Hitman beta này. Nó sẽ cho mình một cái nhìn nào đó gọi là cụ thể hơn về cái tựa game này trước khi nó ra mắt. Thì mình cũng có một số thông tin và một số nhận xét của mình về tựa game này, và liệu rằng các bạn có nên mua hay không. Và trước hết các bạn biết nên biết rằng cái tựa game này là một tựa game theo dạng tập nha các bạn, là kiểu giống như live stream cái kiểu vậy đó các bạn. Thì cái đây mình đã order một cái intro pack là giống như tập 1, giống như là nếu bạn biết so sánh với game live stream đi thì nó giống như tập 1 của game đó vậy đó. Thì cái này pack này nó bán với giá 15 đô. Thì suốt quanh năm á, nếu các bạn nào trả hết cho tất cả các tập đó là full experience, các bạn phải trả tới 60 đô như một game thường. Tuy nhiên nó sẽ ra mắt theo cứ một chừng 1-2 tháng là nó sẽ ra một lần, một chừng 1-2 tháng nó sẽ ra một lần, nó sẽ ra theo tập. Đó là điều mình không thích cho mấy, tại vì nếu như bạn là fan của Hitman thì bạn chỉ muốn là chơi hết luôn cho rồi. Với lại sau chừng ấy năm mà thời gian khá là nhiều mà nó lại làm chia theo tập như thế này thì mình là không thích cho lắm. Tại kiểu như người chơi mà, nếu các bạn nào muốn đã chơi thì chơi cho hết luôn cho rồi, chứ chơi giữa chừng mà đợi tiếp thì nó hơi chán nản và nó không hay lắm. Và ngoài ra thì đây từ game này thì cái theo mình thấy trong bản beta này nó FPS nó khá là tạm được. Nhưng điều đáng khen ngợi là nó lên được 60 FPS. Tuy nhiên là nó không ổn định ở mọi lúc luôn, chứ không phải là lúc nào cũng lên được 60 FPS. Tức là một số chỗ đông người, như lát nữa mình sẽ chỉ các bạn sau, là hầu như là nó tạch luôn. Chừng cao lắm xuống 30, có khi tụt xuống 20 FPS. Và nếu những chỗ nào cực kỳ vắng, hoặc là trong những chỗ trong phòng chỉ có một vài người á, thì nó lên tới chuẩn 59-60 FPS, là ngon luôn. Và để không các bạn không phải đợi lâu nữa, mình sẽ vào cái vấn đề là cái scene vân vân cái kiểu luôn. Thì những vấn đề mà mình muốn nói và nhận xét về tựa game này mình sẽ nói sâu luôn. Và mời các bạn thưởng thức tựa game này, Hitman Beta. Đây là một phần nhỏ thôi. Còn cái phần mà mình order là ở Paris thì sắp tới là nó sẽ làm khác nữa. Còn cái này là chỉ là mình nghĩ là chắc là tutorial hướng dẫn thôi, chứ cũng không hẳn là sẽ vào game. Còn hầu như nếu mà vào game thì cái beta này sẽ reset lại hết. Đây mà như các bạn thấy đây là trong những phân cảnh như thế này, một người hoặc là những môi trường chỉ ít NPC thì đó, các bạn sẽ thấy là nó mượt tới 60 FPS, khá là mượt luôn. Và theo mình thấy trên một số trang stats như Digital Foundry thì nó bảo là trong những cảnh như thế này nó lên tới 60 FPS lận, và nó có bằng chứng luôn. Thì đó, mình cũng thấy là vậy, tại nếu các bạn chỉ cần đơn giản các bạn thấy mượt mà các bạn hãy dễ dàng nhận ra như thế này thì rõ ràng là 60 FPS. Tại vì 30-60 FPS thì rất là dễ nhận ra. Và đây, nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà so với vậy là cũng đã hay rồi. So với tựa game mình cũng nghĩ là tựa game này chắc cũng chỉ 30 FPS thôi. Tại vì nó kiểu như na ná, cũng như là một cái thế giới nhỏ nhỏ để các bạn, cho nên nhiều cái thứ để tương tác hơn. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here.
Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to Advanced Training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow. Master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, Initiate. Ok, và nhiệm vụ của mình là phải ám sát cái một cái thằng nào đó không được đẹp trai cho lắm, nhưng mà ăn ở sao để người ta phải đi giết. Và có một số thông tin của tựa game này á, là nó có liên quan tới Diana Burnwood, là tức là con nhỏ đó. Các bạn nào có coi qua đó, Hitman Absolution thì các bạn có lẽ cũng sẽ biết là nếu như bạn nào chơi đó là con nhỏ đó, cái con nhỏ mà các bạn đã cố gắng cứu trong phần Hitman Absolution, và nó có năng khả năng đặc biệt khá là ghê. Và như bạn thấy là mình đang chơi thì rất là mượt, tại vì mình cũng đã chơi thử qua rồi và mình chơi luôn cả cái nhiệm vụ cuối cùng rồi, nhưng mà mình sẽ quay sau. Nhưng mà đây là mình, do mình đã chơi trước cho nên mình biết đường đi, cho nên mình sẽ chơi nhẹ nhàng hơn. Thì chỗ này thì các bạn không cần phải gì đâu, cứ đi tới và bóc đòn này xuống thôi. Phần này thì so với mấy lần trước mình không có chơi nhiều Hitman Absolution, mình cũng chơi có chừng một chút là mình cũng tạm ngưng. Mình cũng thích lắm, tuy nhiên thì cái phần này có vẻ như đồ họa nó nhìn cũng hấp dẫn hơn, cho nên mình cũng muốn thử. Và cũng thử xem cái thể loại này có hợp với mình hay không, tại vì theo nhà sản xuất nói á, đây là từ game có thể là các bạn sẽ giết đối tượng rất là nhiều cách. Và mình sẽ quay, ví dụ như một tập mình sẽ quay 2-3 cách chẳng hạn như vậy. Và nó sẽ lên sau. Và nếu các bạn nào thích cho mình biết trong phần comment bên dưới nha, các bạn thấy như thế nào và có hay hay không. Mọi nhận xét của mình về tựa game này nó sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra thì đây, những chỗ đông người bên như bên trong nó bắt đầu nó giảm FPS khá là tệ. Nhiều cảnh nó như thế này mình nghĩ là cũng cao lắm, chờ cần 30 FPS hoặc tới 40 là cùng. Những chỗ như thế này là càng không lên cao được nữa. Tuy nhiên thì giờ là chúng ta vô đây có cái Assassin Instinct nè, Killer Instinct đó, và cái thằng đỏ là cái thằng mà chúng ta cần phải giết. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi theo nó thì chúng ta sẽ lát sẽ không lên được như thế này. Đây, và những chỗ đặc biệt như chỗ bên trong này để mình đóng cửa lại kìa. Đây thì Hitman chạy đúng cứng 60 FPS luôn, như bạn thấy đây 60 FPS, và mình quay 60 FPS thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Không ngờ này nó chết lẹ luôn á, biến nhau luôn. Chúng ta lấy áo đồ của nó thôi. Và chúng ta chuẩn bị lôi thằng này vô cái đây. Game này mình thích nó tại chỗ nó đa dạng cách giết người. Các bạn có thể giết người rất là nhiều cách, và thậm chí có thể tạo dựng một cái hiện trường giả, một cái tai nạn mà không ai có thể lường trước được. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho thằng này đi qua đây, lát nữa nó sẽ đi lên. Tuy nhiên nếu các bạn mà đứng đây quá gần, lát nữa đi lên cầu thang này nó sẽ phát hiện ra bạn. Ngoài ra thì mình cũng đang có series Rainbow Six Siege cho bạn nào muốn coi. Thì mình cũng quay trên chế độ khó nhất luôn, Realistic. Cũng khá là hay, và mỗi ngày mình sẽ ra một tập vào buổi chiều khoảng 4-5 giờ. Đó, và nhưng mà chiều hôm nay thì mình ưu tiên cho Hitman hơn. Và chiều mai mình sẽ qua Rainbow Six Siege. Và thằng kia nó vẫn không chịu di chuyển. Chơi cái này các bạn phải chịu khó kiên nhẫn một tí là nó sẽ ok ngay. Tuy nhiên không nên làm quá đà, không nên đi ra tại vì nó sẽ phát hiện bạn lập tức.
Và như bạn thấy không, cái bạn thấy bằng đầu chọc đó không? Cái thằng đầu chọc đó là thằng em trai mình. Lộn. Cái thằng đầu chọc đó là cái thằng không ưa mình, tại vì mình là ăn ở đẹp trai hơn nó, nhưng mà mình cũng đầu chọc cho nên nó ghen ăn mình, ghen ăn tức ở, cho nên các bạn chỉ cần đi ra là nó phát hiện các bạn, là nó nghi ngờ đó, cho nên các bạn đừng đi ra. Ok, rồi chúng ta đi theo. Và lý do tại sao mình lấy bộ đồ này, nếu các bạn cầm cái bộ đồ mechanic này á, bạn tới đây sẽ bị hàng cảnh sát này chặn lại, không cho lên, tại vì bạn không có quyền hạn để đi lên. Đó, game này khá là nhiều cái hay đấy, cho nên các bạn phải chịu khó. Lát nữa mình sẽ quay lại thêm một lần nữa cũng về cái màn này luôn, nhưng mà cách khác để giết ông này. Game này có khá là nhiều cách để giết, và chúng ta phải trà trộn vào planning và ngồi chịu khó nghe nói chuyện một tí. Con nhỏ này nói chuyện về vấn đề của thằng này kiểu như là đi ăn trộm. Nếu các bạn nào hãy để ý cái nghi hút bên kia có nghe rào, có một cái đề chữ nghe con thuyền hay sao á, có đề chữ Night Thief. Thằng này nói chung cũng chả khác gì, một chỉ là một thằng ăn trộm quèn mà thôi. Mình chả hiểu tại sao nữa. Nó ăn mặc bánh bao gì mà cũng ăn đi ăn trộm sao. Đó, và thằng đầu chọc kia, các bạn nó không ưa mình. Tuy nhiên á, mình là Hitman và mình trà trộn rất là hay. Ngoài ra thì mình cũng thấy trên mạng giờ này nó leak một số kiểu như là hình ảnh in-game của Hitman mới. Trong đó có cảnh Hitman mặc đồ quần áo thời trang, về diễn thời trang rất là bựa, khá là hay chứ. Cho nên ngày đó mình sẽ mua full game này luôn. Tuy nhiên mà tùy lúc thôi. Ok, và nó nói chuyện với ông này. Có cái điều hay á, là các bạn hãy dễ dàng ông này để nói chuyện với thằng này. Tuy nhiên cái cách tiếp cận mình vẫn đang tìm cách tiếp cận làm sao để giết ông này trước khi mà mình thể trà trộn vô đây. Có khá là nhiều cách tiếp cận. Còn nếu các bạn nào bị phát hiện á, và những người nào bắt đầu nghi ngờ bạn á, các bạn chỉ cần đơn giản là lấy bộ đồ của ai khác đó, giả danh người khác và các bạn trà trộn vô lại, nó sẽ không nghi ngờ bạn nữa. Và chúng ta đi theo. Nếu các bạn đi, và nếu các bạn đi sâu, tại vì thằng này có thằng lính nữa, là lát thằng lính sẽ đi theo, đứng đằng sau mình, là sau lưng mình đây. Rồi thằng này sẽ chặn mình lại, không cho mình vô. Rồi chúng ta đi qua đây. Thằng lính còn kia nó sẽ đi theo, nhưng mà nếu các bạn nào đi sâu thằng lính đó, các bạn sẽ bị nghi ngờ. Đó, nếu mà bạn bị nghi ngờ các bạn sẽ hiện bị hiện nguyên cục cắn cắn đỏ trên đầu á. Tức là thằng đó nghi ngờ bạn. Vậy thôi. Cho nên các bạn cẩn thận một tí. Đây. Most of my clients are art collectors. Và bây giờ mình lấy cái súng ra cái đã. Đây, Silent. Và mình sẽ bắn thằng này trước. Và giết luôn cả ông này. Your target is down. Now head towards an exit. Ok, quá đơn giản luôn. Not a man of simple taste, that Calvin Ritter. Saw this painting. Thằng kia nó đang nghi ngờ mình, nhưng không sao cả, mình cứ đi thẳng đi. Và các bạn quay trở lại cái chỗ mà các bạn này đã đi. Và thằng kia sẽ không nghi ngờ gì cả, và các bạn đi đúng cái đường mà nãy các bạn đã vô, an toàn. Tránh đi cái đường bên ngoài, tại vì khi các bạn mặc bộ đồ này, lát mình sẽ chỉ hướng dẫn. Là các bạn thấy ông thuyền chữ kia không? Đó. Nếu các bạn đi xuống á, bằng cái đường đó nó sẽ nghi ngờ bạn, tại vì ông thuyền trưởng mà ông biết cái hành vi của mình mà, cho nên hạn chế đi đường đó. Ok, thằng này cũng nghi ngờ nữa, nhưng không sao, nó cũng chỉ nghi ngờ chút xíu thôi. Và để coi tại khúc dưới này không, mình không nhớ là có cái đường hầm đâu ta. Đúng rồi, chúng ta đi xuống. Đúng rồi, và chúng ta đi lại ra cái đường ban đầu, đơn giản luôn, không bị phát hiện, tại vì ngay đây thì đi ngay đường ban đầu rồi, dễ rồi, chúng ta giấu sát cả rồi. Khá là ngọt ngào và tinh tế, đi like a boss. Nhưng tuy nhiên chúng ta không cần phải ra chỗ đó nữa, chúng ta có thể đi đường này nè. Nãy chúng ta vô bằng cái đường bên tay trái, nhưng mà đây có một cái đường bên tay phải đằng sau. Hiện cái nào nào muốn trốn kỹ hơn thì đi đằng sau như thế này, tại nó có đồ che hết rồi, làm rất là nhẹ nhàng, đúng kiểu Hitman classic luôn. Challenge complete. Good work, Initiate.
How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Ok, và như bạn thấy đây là nó có rất là nhiều cái challenge, tức là những cái thử thách mà các bạn có thể làm được. Tức là ngoài ra nó còn chỉ cho các bạn khá là nhiều cách để các bạn tiếp cận đối tượng của bạn. Ví dụ như là nãy mình cũng đã nói là giả công áo trắng. Hoặc có nhiều cái hay hơn là các bạn giết nó bằng nhiều cách. Nhúng đầu xuống nước hoặc dùng cái classic rồi, kiểu như là dùng cái dây cáp các bạn thắt cổ nó. Hoặc là giả danh security, hoặc là gì đó vân vân. Cho the crew thì nãy mình vừa mới làm rồi, mình lấy áo còn kia là cho the crew đó. Rồi bay destiny là bonus store, nhiều kiểu lắm. Cho nên đây là cái tựa game mà mình có thể nói là có thể là sẽ thu hút bạn nhiều hơn. Đây là mình làm vào đây trước khi đi á, nó khác như hồi nãy là nó cho phép bạn làm được nhiều thứ khác hay hơn. Nhưng mà mình phải lấy một số đồ để mình có thể làm cái nhiệm vụ này theo cách của mình hay được. Rồi có hai, nếu các bạn nào thấy những cái thanh kia á, tức là nó đang nghi ngờ bạn, nhưng không sao, cái đó cũng như là cảnh báo nhẹ nhẹ thôi, không sao cả, cứ đi thật bình thường. Rồi các bạn đi qua đây thì cái free form này nó có nghĩa là nó cho bạn tự do hành động theo cách của bạn. Đây mình sẽ mở cái cửa này. Tại mình không thích đi đường kim, mình thấy đường cửa hậu hơn, vui hơn. Đi đường này đã hơn nhiều, đi đường này nó vui hơn. Nhưng mà đây có cái này cũng hay lắm, crowbar. Lại lại tại lát nữa thằng kia sẽ có một thằng kia đứng đó, thì mình muốn đánh một cái kiểu như dân hai phòng hay gì, dân ở lộn, không có nó đùa thôi, không có ý định gì đâu. Đó, đánh một phát bất tỉnh đó và giết này luôn cho chắc ăn. Mỗi lần nó mặc đồ nó lấy đồ người ta đúng lẹ luôn chứ. Vừa nó một cái đồ nó sang tới đâu luôn. Biết thà drop người kia được không ta? Drop đỡ ngay đây đi. Chắc không ai để ý đâu. Rồi chúng ta đi vô bên trong. Đó, như nãy cũng đã nói rồi. Và nếu có thằng nào nó để ý thì chắc nó cũng đi tới đây thôi. Mình cũng không nghĩ là nó chạy ra tới đó đâu. Cũng hên á. Là cũng hên á là mình lôi hàng sát thằng kia ra tới kia, thằng này không để ý. Ok, và đây có thằng cảnh sát nữa. Tuy nhiên thì nếu các bạn nào không muốn bị nó phát hiện á thì tránh xa ra. Chúng ta đi lên trên. Ô, và cái thằng này là thằng cảnh sát mà nó có vẻ nó nghi ngờ mình. Không sao cả, chúng ta không có liên quan với thằng đó cả. Rồi chúng ta đi lên đây nhé. À, nãy giờ mình quên cất cái bài cái đầu rồi chứ. Nhìn tục vãi. Đó, sau chúng ta lên đây. Cột thằng ở đây. Thằng này nó sẽ nghi ngờ bạn. Tuy nhiên các bạn đừng giết nó liền, tại vì nó đi rất là nhanh và đi ra tới đây á. Nó đi ra tới đây rồi các bạn khó giết lắm. Nếu các bạn giết một cái là tụi này thấy hết trơn luôn. Và cái mà mình muốn làm á là mình muốn giết thằng đó bằng cái này. Cái này đây. Và chúng ta lát nữa chúng ta sẽ đạp cái đó xuống. Tuy nhiên không để thằng này ở đây được, chúng ta buộc phải giết thằng này. Tuy nhiên giết trong im lặng. Và không thể để nó ở đứng quá gần ban công được. Cho nên mình cứ để nó đi vòng vòng cái tính lát tính sau. Ok, lát một hồi nó cũng sẽ lên đây lại. Tuy nhiên thì mình cũng chỉ đợi ông này là thôi. Đó.
Thằng kia nó nghi ngờ. Thì tự nhiên mình đây mình có một bom bom. Để mình lấy ra cái đã. Mình cho đây cái. Nếu các bạn nào làm quá bất ngờ, thằng này nó sẽ nghi ngờ. Để tránh nghi ngờ, các bạn nên giết nó luôn. Đó, đánh những chỗ như thế này nó sẽ không phát hiện ra bạn. Còn nếu các bạn nào lôi nó quá gần cái ban công bên ngoài kia, nó tụi bên kia dưới nó sẽ phát hiện ngay lập tức và các bạn nào không thể chống chạy được đâu. Cho nên các bạn cẩn thận một tí. Rồi, thôi chúng ta kích nổ đi. Đó, cái cục kia đang xuống. Ok, ông đã chết rồi đó. Không ai phát hiện ra mình luôn. Why? Locate access. Nhưng mà các bạn tránh để bị phát hiện nha. Tại ngay chỗ này nó rất là nguy hiểm. Và nếu các bạn muốn chắc ăn hơn và không để không bị phát hiện, các bạn chạy xuống dưới đây. Ồ, căng thế. Và để coi. Trốn trong đây thử coi. Tìm như thế nào. Bạn kia phát hiện luôn mới tục chứ. Chạy đâu không nổi. Đó, đúng rồi. Nếu các bạn nào sợ bị phát hiện, các bạn đổi quần áo như thế này là ngon. Cho nên đó là lý do tại sao mình vẫn để dành một cái bộ đồ Jack Skrill ở dưới thay vì dưới gần đó và cầm bộ đồ đó lên. Đây là cách khác mà. Đó, và chúng ta chỉ cần đi ra cái hướng ban đầu như thì nhiệm vụ trước chúng ta đã làm. Rất là khỏe. Còn cái nào bạn nào sợ bị phát hiện thêm một lần nữa thì các bạn chạy ra cái chỗ thằng này nè. Thằng lúc ban đầu mà mình giết á. Ừ, giết nó xong rồi lấy đồ của nó chạy ra ngoài. Thì thôi. Và tụi nó đang đi tìm một thằng hitman không hề có. Má, người ta trốn ra tới tận đây luôn. Rang rất là hoảng loạn và thật sự là họ không biết mình là ai. Mình thành công trong việc trà trộn cho tất cả mọi người ở đây và hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng. Những lúc mà bạn bị phát hiện, đừng quá sợ hãi, hoặc là lôi súng ra bắn. Các bạn cứ chạy đi, hoặc là các bạn chạy và các bạn lẻn qua đám đông và sau đó là các bạn đổi quần áo của mình xong, mọi chuyện xong, không sao hết. I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough. Deserted. But we found no trace that your man was ever there. Or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course. But frankly, it's as if the earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching.